Vạn Phúc hôm nay vắng như chùa Bà Đanh, cả người bán cây lẫn nha, người mua cây vắng lắm. 9 giờ rồi. Đó. Xa thì vẫn có cây để quay các bạn. Quay để xem các bạn nha. Cây của khu vực cây Bố Nhạn cũng đang ngồi uống nước ở trong kia. Ngồi uống nước trong kia. Kia là có cây suối. Xa thì Bố cũng đi săn lùng đi mua thôi chứ không có hoa. Ít khi mà làm được ra. Thì đã đi chợ thì luôn có hàng để bán để mua. Đây là tôi chỉ có một bàn tay thôi, không đi sang việc siêu mini. Siêu mini lá rất nhỏ. Này cho cái chậu tàu để bàn uống nước cũng sạch sẽ thế các bạn, hay thế, nó ổn định chậu lâu năm rồi, rìu phòng rồi. Siêu mini nhỉ. Yeah. Đi sang này là bao tiền đấy chú? Bán giải triệu 2 thằng bạn. Bán đồng nước. Triệu rưỡi. Đi sang. Ui, thoải mái. Triệu rưỡi chứ không phải 150 đâu. Ông bảo 150 à? Đẹp đấy. Chân bệ tay đầy đủ. Châu. Châu là đầu cưng nhỉ. Đẹp. Đẹp đấy. Nghe toàn mini nhỉ. Chào kinh. Toàn mini. Đầy đủ hết rồi. Về việc chơi thôi. Dưới này chắc cũng tầm đấy chú nhỉ? Ừ. Đây, toàn cây nhỏ. Đó, nhỏ nhưng mà có võ, nét. À, buồn quá thì ra đây lại không quay, phải quay. Nắng quá, đứng lúc có khi ngất mất. Cái gì? Trước đây này cho đi triển lãm rồi. Đấy, đi. Tôi chú quyết kèo rồi chú quyết đấy. Thì nó yên tâm hơn. Giấy thân nó sao nó phân thảo nó mềm.
vừa lúa vừa quýt vừa bảo vệ luôn. Cái này hôm trước khoảng 6 triệu đây chú nhỉ? Ừ. Mặt sau của ngài là xuống tí nữa. Đây cái này xuống tí nữa. Đẹp rồi. Đây, một giấy đây. Chiếu điện thoại lên tí rồi bọc cái tay à. Tay bay ở phía hồi đầu, hồi gốc à. Điện thoại. Cắt vậy. Giật cắt chuyển ngọn đây mét này. Đấy. Sang bên này làm điền trực. Này, chơi nó hay này, chơi nó hay này. Chơi nó hay này. Siêu mini sô xin này. Sơn liễu. Sô xin bonsai. Sơn liễu. Này vắng lắm quá ạ, chắc chả ít khi có cuộc giao dịch nào lắm. Đem cây đi thôi, một số vài người đem cây đi sơ thôi. Nhận đem cây thôi, bán cây nào thì bán thôi. Tâm lý nắng này đi mua cũng lại, bán những lại. Đấy, đã một chút một đoạn, mà nó khuya nó dậy sớm. Nó cũng ít người. Chợ ngoài đi sớm vì đi muộn nắng. Mua cây hại cây. Đây là vừa ngồi uống nước bơm nhạn thì quay khu vực cây bơm nhạn trước. Tí nữa là chỗ biên độc lập cuối chợ có nhưng cuối chợ quay hơi khó tản mát. Cây mini đi, có cái giấy hôm trước là 6 triệu. 6 triệu. Hôm nay có cây xa này là khá hay.
chắc tầm 1,2 triệu rồi. Chơi hết tiền, còn có cái ổ to mà hết tiền. Đây bây giờ ra khu vực đằng kia.